Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lô diện Hero Maris 440/2024 hoàn toàn mới tại thị trường Nam Á. Trở lại hồi tháng 7 năm 2023, Hero Motocup và Harley Davidson đã ra mắt cái mẫu là Harley Davidson X440/2024 dựa trên nền tảng mới được tạo ra. Chiếc xe được coi là thành công hơn cái mục tiêu đề ra, và Hero gần đây cũng đã tận dụng cái nền tảng mới để được phát triển này, sinh ra một cái sản phẩm mà họ đặt cái tên là Hero Maris 440/2024. Hero Maris 440/2024 được trang bị cho mình động cơ xăng đơn dung tích thật là 440cc, làm mát bằng dầu và gió. Nó tương tự như cái mẫu là Harley Davidson X440. Cái con số về mặt công suất mua sắm thì vẫn được giữ nguyên, với cái công suất là 27 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Mô men xích cực đại là 36 Nm, tại ngưỡng tua máy là 4.000 vòng trên phút. Đường kính và hành trình piston lần lượt là 79.6 nhân cho 88.40m. Cái tỷ số nén là 9.65:1, được kết nạp cùng với hộp số 6 cấp với một liên hợp hỗ trợ và trượt. Maris 440/2024 có cái khung chèn lưới mắt kéo, phụ trước ống lồng không thể điều chỉnh và cái giảm tốc đầu phía sau. Nó được trang bị cho mình cái cặp bánh xe hợp kim hoặc nan hoa vải in, có cái phanh đĩa đơn phía trước và phía sau. Dung tích bình xăng 13.5 lít. Chiều dài cơ sở 1.388m, cái chiều dài là 2.110m và cái chiều rộng là 868m, đi cùng với chiều cao 1.112m. Cái khoảng sáng gầm rơi vào khoảng 175m, cùng với chiều cao yên dự ở mức 803m. Trọng lượng của Hero Maris 440/2024 sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc khách hàng lựa chọn phiên bản là bánh xe hợp kim hay là bánh xe cái vành nan hoa. Với phiên bản mâm hợp kim thì Hero Maris 440/2024 sẽ có trọng lượng rơi vào khoảng 191kg. Trong khi cái phiên bản là Hero Maris 440, cái bánh là xe là vành nan hoa thì nó chỉ nặng có 187kg. Maris 440/2024 vừa được Hero Motocup chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên hãng vẫn chưa công bố thời điểm lên kệ cũng như giá bán chính thức của mẫu xe này. Khi nào có thông tin mới về cái chiếc Hero Maris 440/2024 nhiều hơn, chúng tôi sẽ cập nhật các bạn những nét tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.